Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Xuân Phúc và Trung tướng Trần Văn Vệ Đây là phần tiếp theo bài hồ sơ khởi tố bắt giam vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc và Trần Thị Nguyệt Thu đã hoàn tất Ngày 20 tháng 8, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đề biết Ủy ban kiểm tra Trung ương đang làm việc với Nguyễn Xuân Phúc về hành vi ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật Và đây là hình Nguyễn Xuân Phúc và Trần Văn Vệ Năm 2019, trên cương vị thủ tướng, ông Phúc hai lần gọi trung tướng Trần Văn Vệ, phó thủ trưởng thường trực cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an lên giao nhiệm vụ bằng mọi cách phải khởi tố bắt giam đại tá Nguyễn Duy Linh, tổng cục phó tổng cục tình báo. Nguyễn Duy Linh là con trai thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, tổng cục trưởng tổng cục an ninh, thủ trưởng cũ của Tô Lâm. Nguyễn Xuân Phúc hứa làm xong sẽ cho Trần Văn Vệ ở lại thêm 2 năm và đặt cách vì lúc đó vệ hết tuổi quy hoạch lên Thứ trưởng Bộ Công an, cho lên kế nhiệm Thượng tướng Lê Quý Vương làm Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm chức vụ Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Vậy như mèo mù đớp cá ráng làm mọi cách ngụy tạo hồ sơ, thúc cung, mớm cung, ép cung và đe dọa Vũ Nhâm, tức Phan Văn Anh Vũ, bắt phải khai túi quà biếu tặng Nguyễn Duy Linh với mục đích tặng quà là nhờ Linh giúp đỡ. Cuối cùng, Nguyễn Duy Linh bị tòa án kết tội, nhận hối lộ từ Vũ Nhâm với số tiền nhiều triệu đô la. Nhưng nhờ Bộ trưởng Tô Lâm nên Nguyễn Duy Linh chỉ bị cáo buộc nhận hối lộ 5 tỷ đồng và bị tuyên án 14 năm tù. Theo giới thảo tình, Nguyễn Duy Linh mang tiếng ngồi tù nhưng cũng chỉ như đi nằm vị nghỉ dưỡng. Và đây là hình cụ đại tá Nguyễn Duy Linh, con trai tướng hưởng. Nguyễn Duy Linh là con trai duy nhất của tướng hưởng, một bố già khác tiếng trong ngành công an. Theo tin đồn, do nhục nhã và cay cú, tướng hưởng thề sẽ bắt bằng được Nguyễn Xuân Phúc. Vụ án Nguyễn Duy Linh được xem là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mâu thuẫn giữa ông Phúc và Tô Lâm. Nguyễn Xuân Phúc còn sai Trung tướng Trần Văn Vệ sử dụng các thủ đoạn nham hiểm ép buộc ông Trần Phương Bình, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, khai gian dối khoản tiền cho vụ Nhâm vay là tiền của ngân hàng. Nhưng thực ra khoản tiền đó là tiền Vũ góp cổ đồng. Hành vi của Trung tướng Trần Văn Vệ và Nguyễn Xuân Phúc theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của ngành tư pháp và công bằng xã hội. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Nguyễn Xuân Phúc giải trình việc chỉ đạo Trung tướng Trần Văn Vệ làm lệch chuẩn hồ sơ liên quan đến các vụ án của Vũ Nhâm, hồ sơ kết tội không có căn cứ khoa học giữa ý chí chủ quan của thẩm phán, trong đó có cả việc dùng phạm nhân ở cùng phòng giam ép cung và điều tra viên tự ý ghi và ép ký vào biên bản hỏi cung. Và đây là hình bố già Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng. Vì vậy, không chỉ Nguyễn Xuân Phúc mà cả Trung tướng Trần Văn Vệ cũng có nguy cơ bị khởi tố bắt giam trong thời gian tới. Được biết, cánh Đà Nẵng và Vũ Nhôm, tướng Hưởng đang hồ hởi với tin khả năng Phúc và Vệ bị khởi tố bắt giam. Bây giờ chỉ còn chờ quyết định cao nhất từ Tổng bí thư Tô Lâm. Ngày 18 tháng 8, thời báo chấm đê đã loan tin hồ sơ khởi tố bắt giam vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc và Trần Thị Nguyệt Thu đã hoàn tất. Theo đó, vợ chồng ông Phúc bị điều tra 3 vấn đề như sau. Thứ nhất, nhận hối lộ của bà Trùm Trương Mỹ Lan 100 triệu đô la Mỹ. Thứ hai, nhận hối lộ nhiều triệu đô la trong vụ kit test Việt Á. Thứ ba, nhận hối lộ 3 triệu đô la trong vụ Sài Gòn Đại Ninh thông qua ông Trương Hòa Bình. Vợ chồng ông Phúc tìm nhiều cách để tẩu tán tài sản sang Mỹ, Úc cũng như nhờ người khác đứng tên. Mời các bạn đón xem phần cuối, tức phần 3 trong thời gian tới. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nguyễn Xuân Phúc và Trung tướng Trần Văn Vệ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Hồ sơ khởi tố bắt giam vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc và Trần Thị Nguyệt Thu đã hoàn tất. Ngày 18 tháng 8, một nguồn tin nội bộ cho biết, nguyên Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đệ nhất phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu vẫn đang phục vụ cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và Ủy ban kiểm tra Trung ương. Trong số các nội dung mà cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và Ủy ban kiểm tra Trung ương đang làm việc với vợ chồng Phúc Thu Nổi bật nhất là vụ nhận hối lộ của Trương Mỹ Lan, tức Vạn Thịnh Phát, 100 triệu đô la Mỹ. Và đây là hình vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc cùng con gái và con rể. Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu ông Phúc giải trình mối quan hệ với bà Trương Mỹ Lan, quá trình nhận tiền và số tiền đó hiện cất giấu ở đâu. Đáng chú ý, con số 100 triệu đô la Mỹ là số tiền mà cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chứng minh được, còn con số thật sự thì bà Trương Mỹ Lan khai lớn hơn nhiều. Ngoài ra, Nguyễn Xuân Phúc còn tạo điều kiện cho vợ Trần Thị Nguyệt Thu và con gái Nguyễn Thị Xuân Trang tham gia đường dây rửa tiền cả tỷ đô la Mỹ từ Việt Nam tuần qua Hồng Kông trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022. Đây là khoản tiền của Trương Mỹ Lan ủy nhiệm cho Trương Khánh Hoàng, tức cháu ruột Trương Mỹ Lan, thực hiện. Lúc đó, Trương Khánh Hoàng giữ chức quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB nội dung nổi bật thứ hai là vụ việc Á liên quan đến test kit COVID-19. Ngoài việc Nguyễn Xuân Phúc nhận trực tiếp từ Phan Quốc Việt, tức Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, nhiều triệu đô la Mỹ, Trần Thị Nguyệt Thu còn nhận từ bà Kỳ, vợ Nguyễn Thanh Long, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Y tế, 2 triệu đô la Mỹ. Và đây là hình ông Nguyễn Xuân Phúc khi làm Thủ tướng. Khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giam ông Long thì đảng ủy Bộ Y tế có đơn và chữ ký tập thể xin tha cho bà Kỳ, vợ của ông Long. Việc này do Nguyễn Xuân Phúc hướng dẫn đã bảo vệ cho vợ của mình, tức Trần Thị Nguyệt Thu, khỏi vướng vào lao lý, vì nếu bà Kỳ bị bắt thì sẽ lòi ra bà Thu. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương triệu tập người viết đơn xin tha tội cho bà Kỳ. Hiện nay, với chứng cứ rõ ràng, Trần Thị Nguyệt Thu đã thừa nhận có nhận số tiền đó, tức 2 triệu đô la Mỹ, nhưng khai đó là tiền đầu tư chung kinh doanh thuốc Tây bà Kỳ có chuỗi cửa hàng kinh doanh thuốc Tây. Nội dung nổi bật thứ ba là vụ siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh. Ủy ban kiểm tra Trung ương đưa bản khai của nguyên phó thủ tướng Trương Hòa Bình về việc ông Bình khai nhận của ông Hoàng Thanh Bách và ông Nguyễn Cao Trí. Cả hai là đại diện pháp luật của công ty Sài Gòn Đại Ninh, chủ đầu tư siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh, 9 triệu đô la Mỹ tại nhà công vụ ở Hà Nội. Trương Hòa Bình trình bày, sau đó có đưa cho Nguyễn Xuân Phúc 3 triệu đô la Mỹ. Hiện nay Trương Hòa Bình đang bị cấm xuất cảnh và có thể bị khởi tố bắt giam trong thời gian tới. Và đây là hình nguyên phó thủ tướng Trương Hòa Bình. Nội dung nổi bật thứ tư là tẩu tán tài sản. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2015 đến nay, ngoài việc nhờ Bùi Thị Thu Hà, nguyên là vợ của thiếu tướng Đàm Thanh Thế đứng tên vợ chồng Phúc Thu đã nhanh tay tẩu tán tài sản qua thành phố Chicago ở nước Mỹ và thành phố Melbourne ở nước Úc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra soát các lần chuyển tiền ra nước ngoài của vợ chồng Phúc Thu, xác minh hơn 53 lượt chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, nhiều nhất là Mỹ 31 lần, với số tiền lên tới 260 triệu đô la Mỹ. Phúc nhờ con rể Vũ Chí Hùng và Trần Hào Nam, cháu của Trần Thị Nguyệt Thu, đứng tên nhiều bất động sản tại Việt Nam. Vũ Chí Kiên, bố đẻ của Vũ Chí Hùng, cũng được xí phần khi Xuân Phúc nhờ đứng tên hai khách sạn tại đường Thái Văn Lung, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và ba resort nghỉ dưỡng ven biển tại thành phố Hội An, Quảng Nam và Nha Trang, Khánh Hòa. Cho đến nay, hồ sơ để khởi tố bắt giam nguyên Thủ tướng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu và nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã hoàn tất. Tội ác của gia đình Nguyễn Xuân Phúc và cộng sự đang dần được đưa ra ánh sáng công luận và chờ ngày công lý được thực thi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hồ sơ khởi tố bắt giam vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc và Trần Thị Nguyệt Thu đã hoàn tất. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới